Xin chào thân ái Quyết Thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Tối Có Đây. Rất vui khi gặp lại bạn trong series Monster Legend. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục video như thường lệ các bạn. Rồi, và mình sẽ thu vàng nè. Wow, lượng vàng của chúng ta đã lên được là 689 mê luôn các bạn. Thì vàng nhiều để làm gì? Chúng ta sẽ bật tháp này lên. Tháp này thì đã được mình là sử dụng đến level max rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ tăng được là 100% lượng trái cây chúng ta sản xuất, nghĩa là x2 đó các bạn. Thì đó, chúng ta cứ thu hoạch trái cây thôi. Rồi, và trồng lại tiếp. Trồng cũng thấm đó các bạn. Vậy chúng ta trồng loại cây là 200k. Mà kiểu giống như là trái cây này là, mình xem thử nha. Đây đây, mình sẽ cho các bạn xem, đợi chút xíu. Là mình vẫn luôn có một nhà thì chúng ta không có trồng loại cây này. Nhưng mà loại cây này là cây mạnh nhất rồi các bạn. Để chút xíu mình đọc. Rồi, thu rồi mình sẽ cho các bạn xem nè. Ok, và trong đây chúng ta có những loại cây. Thì đáng lẽ loại cây này chỉ có là 100k trái cây thôi, nhưng chúng ta đã bực x2 tháp lên nên là được 200 luôn nha các bạn. Loại cây này thì tốn tới tận là 5 mê và thời gian là 1 giờ. Và chúng ta phải nâng lên nhà cấp 2 thì mới được nha các bạn. Rồi, nhà này là nhà cấp 2 thì phải. Ok, ta trồng lại nè. Thì vẫn là những tiếng karaoke thôi các bạn. Rồi, và thực ra thì chúng ta dạo trước thì có mở rương các bạn. Đây, chúng ta có những chiếc rương này. Chiếc rương này là gọi là rương mới. Mà thực ra thì mình có nhiều như vậy thì chúng ta có những đường link và link rương miễn phí các bạn. Tuy nhiên thì không biết là link này còn hoạt động hay không. Nhiều khi là hết hạn rồi các bạn. Rồi, và trong đây chúng ta có gì? Nên chúng ta có cơ hội là ra được trứng của những mon mờ nè, random mon mờ nè. Và kể cả là trứng của rồng lờ các bạn, lờ thường hoặc là Thoraken. Và cũng như là những cái mảnh này, này mảnh này mới đó các bạn. Rồi, mình sẽ mở ra luôn nha các bạn. Ok. Rồi, thật ra thì có 50 rương mà mình mở trước một rương rồi. Nên giờ chúng ta chỉ còn lại là 48 rương thôi. Ok, chúng ta cùng nhau mở một lần 48 rương luôn nha các bạn. Hay là các bạn thích chúng ta mở từ từ từng rương một. Mà từng rương một thì hơi lâu phải không? Ok, chúng ta mở một lần là hết luôn. Mình công cho các bạn chờ nữa. Mình sẽ chụp lại một tấm nha. Ok, trời ơi, 34 rương đồng. 30 mảnh nè, 20 mảnh nè. Thôi xong, chúng ta không có gì giá trị đó các bạn. Ui trời ơi. Trời ơi. Rồi thì chúng ta được nhiêu đây các bạn. Thì trong đó là chỉ mất là 34 rương đồng rồi. Chúng ta có gì nữa đâu. Đây thì là 30 mảnh bị thích nè. 21 mảnh này là cell nguyên tố tự nhiên. Rương thì bình thường. Rồi 75 mảnh này và 10 mảnh mới. Ok, ta exit nè. Nhưng mà chúng ta vẫn có là thêm những cái rương được thưởng thêm đó các bạn. Đây, có 22 chiếc rương chúng ta được thưởng thêm. Thì đối với rương này mình sẽ mở từ từ một cái nha các bạn. Trời, có hoàn thành nhiệm vụ kìa các bạn. Ok, chiếc rương tiếp theo nè. Ok, mở từ từ một cái cho nó gọi là thú vị kịch tính. Cho cái đồng nè các bạn. Gì đây, đồng tiếp. Hay quá. Thì mấy cái rương này, 15 mảnh nè, đã được định sẵn rồi. Thì cho dù chúng ta có mở theo kiểu gì thì nó cũng ra như nhau thôi. Nếu mà chúng ta hên thì nó mở một cũng ra hên. Mà nếu xui thì mở nhiều cũng ra xui. Rồi, chưa gì là thấy xui đó các bạn. Còn bao nhiêu rương nữa? Wow, đã hát kê rất là sung các bạn. Bài này là bài cũng rất là quen thuộc. Ở nơi vắng xa anh, xa em mình rất xa em mình chờ các bạn. Bài đó là ngồi đây với trăng tàn lẻ loi. Bài đó thì rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Nhà cũng sôi động, còn 7 chiếc rương nữa các bạn. Cứ mở từ từ đi. Ta thì như là không được một cái hộp L nào rồi. Không được hộp M, hộp L luôn. Còn 4 cái nè. Ở bên nick phụ của mình thì có mở được một rương các bạn, nít nào cũng có. Rồi bây giờ qua bài mới rồi kìa. Rồi, chúng ta không có gì hot hết.
Ui trời ơi, pha cuối cùng được 200 mảnh luôn nha. Này các bạn có thấy pha cuối cùng không? Ta có mảnh luôn á. Đây thì 14 cái rương đây thì. Ui, chúng ta có 24 cuộn giấy. Giấy phép. Rồi, chúng ta xem chúng ta có gì. Rồi lên level này. Wow. Để xem nào. Mình sẽ tìm đây các bạn, thiên sứ. Wow, chúng ta đã đủ sức để rank cho thiên sứ lên rank 4 rồi nè. Ok, vô luôn các bạn. Khoan, mà chúng ta còn môn nào ta cần nâng không ta? Mình nghĩ là ta nâng thiên sứ đi. Thiên sứ đã giúp ích cho chúng ta nhiều như vậy, thì chúng ta sẽ nâng thiên sứ lên rank 4. Thì chúng ta còn mở khóa được thêm skill mới. Cũng ngon các bạn. Ok nha. Wow, nãy thì mới mở một phát ra 200 luôn nên ok, ta đã run rồi. Trong đây thì có vài quả trứng. Anh ta chưa xong, đây chưa xong này các bạn. Đây hình như là mở khóa, coi mình đã mở khóa chưa nha, chưa rồi. Rồi, nói chung thì mình mở khóa vậy thôi chứ ta vẫn là không có giữ lại nha các bạn. Phóng xanh. Rồi, trong rương này sắp hết chỗ luôn các bạn. Đông quá vậy. Wow, chúng ta lại có thêm là chìa khóa. Ta lên được cấp 100 rồi nè, 101. Rồi, chúng ta có gì? Đây, ta có đâu rồi nhỉ? Hãy đất các bạn. Đây một mon mới đây. Mon này là mon thế hệ mới đấy các bạn, hãy đất. Và là chú rồng Dream. Và mọi người đều mong ước các bạn, giấc mơ. Xong, ta tìm hiểu về skill. Nói chung là ta review tí xíu cho các bạn. Thì chúng ta có trend 1 là chúng ta có 20% tỷ lệ là né hiệu ứng. Trend 2 là không bị mù này. Trend 3 thì chúng ta lại có thêm một cái SC là tăng cho chúng ta là 50% độ chính xác. Ok, về skill thì mình sẽ chọn luôn nè. Skill đầu tiên thì chúng ta chắc là chọn skill này luôn quá. Chúng ta có đam tổng hợp, cùng gọi là đam đánh lan các bạn. Đam tất cả và cho chúng ta là hiệu ứng. Cho cái bên kẻ địch thì sẽ bị hiệu ứng làm cắt lúng. Rồi skill này thì sao? Ui, skill đam to nè. Skill này thì cũng là đam tất cả và khiến cho kẻ địch bị hiệu ứng là giảm độ chính xác đi 25% cũng như giảm sát thương đi 25% các bạn. Wow, chiêu này là chiêu Assassin. Đánh một cái rồi sẽ được Assassin này, nhưng mà đam yếu quá. Mà nói chung là có cũng hơn không phải các bạn. Thì để xem chiêu này như thế nào. Chiêu này chúng ta sẽ có đam cũng ở tầm là sát thương cao và cũng gây hai trong hai hiệu ứng ở trên đây. Chúng ta thay vào chiêu này đi, có gây choáng mà. Rồi, chiêu này thì cũng nên giữ lại vì nói chung là được Assassin một lượt. Thì tội gì chúng ta không dùng các bạn. Mà đam thì hơi yếu. Nếu như vậy thì chúng ta có thể là suy xét để chọn cái này, đam mạnh hơn. Hoặc cái này, đam có hai hiệu ứng nhưng mà lượng năng lượng cũng nhiều. Thì thôi chúng ta lấy chiêu này đi. Và skill đặc biệt là chúng ta sẽ có đam tất cả và hiệu ứng là Mega Stone, có nghĩa là hai lực choáng đó các bạn. Skin thì không có rồi. Còn đây là Red Lich thì mình không có sử dụng mon này, mà chúng ta thì có thể nhìn qua bộ Red Lich là như vậy. Thì hơi buồn tí xíu là chúng ta nhớ đấy các bạn, là chúng ta không có, chỉ có một lỗ thôi các bạn. Rồi ta thử xem là không có viên 5 luôn, không có viên 5 luôn. Nếu vậy thì không có viên 5 đam thì chúng ta lấy viên 4 nhé các bạn. Viên 4 cũng được nè. Viên 6 thì hơi quá rồi. Viên 4 thôi. Không thì lấy viên 5 của bên lượng máu các bạn. Nhưng mà đây thì mình nghĩ là thiên về sát thương hơn. Thầy thấy là skill thì chúng ta thiên về sát thương hơn. Nhưng mà nếu mà chỉ có một run duy nhất thì lựa chọn vẫn là nên ăn chắc mặt bền các bạn. Chúng ta cứ lấy là cái này đi. Vàng thì vẫn như vậy thôi.
Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu là chúng ta có đánh được trong đây không. Hey, trong đây thì chúng ta chỉ chọn được một ải này thôi. Trời ơi, có một cái à. Thôi kệ, múc luôn các bạn. Trời, bên kia có cấp 30 thôi. Chúng ta one hit. Ây da, rồi đó các bạn. Mà nói chung đánh cũng ngon. Nếu mà chúng ta muốn mở thêm, chúng ta phải chờ rồi. Kiểu như là chúng ta phải chờ. Ý, đây thì cái này thì bắt chúng ta phải run rồi. Rồi. Ui, cái này là bình thường đó các bạn. Rồi, còn cái này thì sao? Cái này thì cũng bình thường. Ui. Mà ít giờ mình ít đi cái này rồi. Ui, ta có cái này nè. Cái này cũng ngon nhưng mà chúng ta vẫn chưa xong các bạn, chưa xong. Xong chúng ta đi cái này. Đi cái này là thêm bóc nè, bóc solar nè. Adder rồi. Nói chung là game cũng nhiều các bạn. Cũng ngon đấy. 1x1. À, ý là chúng ta đi cái này rồi, ta mở khóa bên này các bạn. Cái này thì không biết thời gian tới bao lâu nhưng mà vẫn là để như vậy. Đây thì là gấu Kung Fu Panda rồi. Wow. Thì phải đi mấy cái này rồi chúng ta mới mở khóa được cái này. Nhưng mà gấu thì chúng ta phải nạp bát rồi. Ồ, trong đây chúng ta cũng có cái này nè. Cái này thì cần là 3 bé lận. Chúng ta có một mới có một à. Mà mình cũng không có đi mấy cái rừng này. Đây chúng ta không có chú chim này nha các bạn. Đáng tiếc. Chúng ta không có cặp để like. Ui, có game nè. Lấy game thôi. Rồi, và đây, đội hình này thì cũng ok. Này thì đánh nhanh thôi. Đó. Hoặc là mình có một cái chiêu là như thế này. Boost 3 dam các bạn. Đây này, mới vô bỏ lượt. Rồi, ít 3 dam. Ủa nhưng mà đấy, có đam lan là ok. Còn nếu mà cảm thấy mới vô bỏ lượt thì tốn thời gian quá, ta có thể là chỉnh lại đội hình. Đây, thì chúng ta để rồng này, ta lấy một chú rồng khác mà không có lực ứng trước. Ui, cái này thì đấy. Rồi, bút ba đam. Đây. Rồi, đạp thôi. Đấy, rất là nhanh thôi các bạn. Khi nào tới vòng khó thì chúng ta sẽ lắp lại đội hình cũ. Kiểu gì chúng ta cũng qua thôi các bạn. Đấy là đánh lấy game easy mà. Đấy, một cái combo đơn giản thôi. Nói chung thì về chiến binh cầm kiếm cầm đao của mình thì cũng được lắp là phun những viên ngọc sát thương rồi. Nên sát thương x3 một phát one hit thì chúng ta cũng không có là lẫm gì. Ui, bố vương càng ngày càng tăng thực lực các bạn. Mà với lượng máu đây thì vẫn là một đòn đó các bạn. Rồi có chú ốc sên mộng mơ kìa. Rồi sau màn này chúng ta sẽ đến với lại chú ốc sên. Thì sát thương chúng ta lại tới là cao hơn. Rồi ốc sên đây các bạn. Chú ốc sên còn đang rất là ngơ ngác và thổi bong bóng. Thì lượng sát thương của chúng ta thì quá cao đi. Rồi, còn một lượt cuối nè, đi thấy nhanh không các bạn? Ta đi trong tích tắc. Nhờ áp dụng cũng là một trong những chiến thuật các bạn. Xong. Đấy, cực kỳ đơn giản luôn. Đây, thì nếu chúng ta muốn lấy chú rồng này thì ta phải đi đánh run. Mà hiện tại thì mình đang run cho một chú rồng rồi. Ui, run rồi mà vẫn đánh được nè. Hay quá. Ok, đánh luôn các bạn. Không biết đội hình này của chúng ta thì vẫn còn sử dụng được hay không. Vì rất là nhiều chú rồng chúng ta có thể là có pride chúng ta đánh xuyên rồi. Hey, trời ơi. Hình này chúng ta ăn đứt luôn các bạn. Nào nào, nhào vô đi.
Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái này là tuyệt chiêu để chúng ta khiến cho đối thủ bị rút máu. Rồi sau đó ta tính tiếp thôi. Đây, hóa giải này. Rồi, và điện giật nè. Điện giật luôn các bạn. Phải nói lời tạm biệt với là Absen rồi. Tiếp theo là đến khỉ. Đây chúng ta có thể là búp lên. Mà đây thì dùng cái này đi. Xóa hiệu ứng rồi. Gây mù nè. Thêm hiệu ứng này luôn. Càng nhiều ứng càng ngon các bạn. Rồi, còn thấy không? Rất là nhiều hiệu ứng bên bên kia chịu gì nổi. Đấy, hình chúng ta vẫn có là nước để dùng vỏ. Trời, sao mà ra quả trứng level 1 thế này. Đây các bạn. Rồi, đó. Nói chung thì sơ qua về tình hình của chúng ta thì là như vậy thôi. Mấy chiếc rương mà chúng ta mở ra thì đa phần là có những cái mảnh kia thì nó ngon. À, đúng rồi. Xem về mảnh ta có bao nhiêu. 1K5 rồi nè. 1K5. Ta đủ sức mà run tiếp. Muốn cho chú M này mà lên 3 sao để chúng ta đi kia. Nhưng mà đi kia thì hết rồi. Để dành các bạn. Ui, cái này có thể dùng mảnh này vào không ta? Ui, mảnh này có thể dùng được trong đây luôn các bạn. Ui, cái này dùng là mất luôn các bạn. Trời ơi, chúng ta mất quang rồi. Chúng ta test kiểu giống như là... Ui, không có mất các bạn. Kiểu như là không có đủ nên chúng ta không có bị mất. Mà mình nghĩ như thế này các bạn. Mảnh này ít như vậy thì làm sao mà chúng ta dễ dàng để run những chú rồng này được. Thế có lẽ sau chúng ta vẫn phải dùng là những chú rồng commit thôi. Vì mảnh này kiếm hiếm quá. Đấy các bạn. Rồi. Và có lẽ video chúng ta đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.